Các bạn thân mến, theo đề nghị của một số bạn comment trên YouTube, trong video này, Đức Huy Lê Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàm subtotal và hàm sum trong Excel. Điểm chung nhất giữa hàm sum và hàm subtotal đó là hàm sum thì dùng để tính tổng, còn hàm subtotal là hàm tổng hợp gồm nhiều hàm và đối số đầu tiên của hàm subtotal sẽ quyết định nhiệm vụ của hàm. Như vậy, hàm subtotal có thể dùng để tính tổng, tức là tương tự như hàm sum, hoặc thực hiện một số nhiệm vụ khác như là tính min, max, giá trị trung bình, và có khoảng 21 khả năng mà hàm subtotal có thể thực hiện tùy theo đối số đầu tiên. Để các bạn dễ dàng phân biệt, ta đi vào ví dụ. Trên đây ta có một bảng bao gồm điểm của các môn. Bây giờ ta sẽ thực hiện hàm sum để tính tổng. Ta sẽ nhập vào công thức như sau: bằng sum. Hàm sum chỉ có duy nhất một đối số và đối số chính là vùng dữ liệu tính tổng, thì ta sẽ quét chọn vùng dữ liệu. Sau đó ta đóng ngoặc hàm sum, Enter để hiển thị kết quả. Sau đây ta sẽ sử dụng hàm subtotal để tính tổng. Thì trong phần tính tổng ta sẽ bằng subtotal. Hàm subtotal gồm có hai đối số. Đối số thứ nhất quyết định nhiệm vụ của hàm. Ở đây ta sẽ thấy là có rất nhiều nhiệm vụ của hàm. Thì để tính tổng thì ta sẽ chọn đây là số 9, tức là ta sẽ nhập vào 9, thì khi đó hàm subtotal sẽ tính tổng. Đối số thứ hai sẽ là vùng dữ liệu tính tổng, thì ta sẽ quét chọn vùng dữ liệu tính tổng. Sau đó ta đóng ngoặc hàm subtotal và nhấn Enter để hiển thị kết quả. Ta được hai kết quả là như nhau, đều cho tổng là 30. Bây giờ ta sẽ dùng hàm subtotal để xác định giá trị nhỏ nhất. Bằng subtotal. Đối số thứ nhất quyết định nhiệm vụ, như vậy ở đây tìm giá trị nhỏ nhất sẽ là 5, đây min ấy. Đối số thứ nhất sẽ là 5 và đối số thứ hai sẽ là vùng dữ liệu cần tìm giá trị nhỏ nhất. Sau đóng ngoặc và Enter ta được kết quả là 6. Tương tự như vậy, tính giá trị lớn nhất các bạn cũng sẽ bằng là subtotal, mở ngoặc, và đối số nhất ở mark ở đây sẽ là 4. Vậy đối số đầu tiên của hàm subtotal sẽ là 4 và đối số thứ hai sẽ là vùng dữ liệu để xác định giá trị lớn nhất. Ta quét chọn, sau đó ta đóng ngoặc và Enter để hiển thị kết quả, ta được kết quả. Tương tự như vậy, hàm subtotal còn để tính giá trị trung bình, ở đây sẽ bằng là subtotal. Và để tính giá trị trung bình thì các bạn có thể xem trong cái bảng bên dưới đây. Từ Excel 2007 trở đi thì đã cho phép chúng ta hiển thị các cái lựa chọn để chúng ta không cần thiết phải ghi nhớ đối số đầu tiên của hàm subtotal nữa. Để tính giá trị trung bình thì đối số đầu tiên của hàm subtotal là 1. Như vậy ta được kết quả. Như vậy, hàm subtotal có thể thay thế được cho rất nhiều hàm như hàm sum, hàm min, hàm max và hàm trung bình vân vân. Vậy tại sao chúng ta còn sử dụng các hàm này? Nguyên nhân ở đây là do hàm subtotal và các hàm sum, min, max, vân vân có một điểm khác biệt cơ bản, đó là khi lọc dữ liệu, và đây ta sẽ kiểm tra sự khác nhau đối với hàm sum và hàm subtotal trong trường hợp có liên quan đến lọc dữ liệu. Ở đây ta có một bảng doanh thu của các mặt hàng. Ta sẽ sử dụng hàm sum và hàm subtotal để tính tổng doanh thu, sau đó ta sẽ tiến hành lọc dữ liệu để kiểm tra sự khác biệt. Khi tính tổng dùng hàm sum, ta sẽ nhập vào công thức như sau: bằng sum, và đối số sẽ là vùng dữ liệu cần tính tổng, đó là vùng dữ liệu của doanh thu. Ta đóng ngoặc và Enter để hiển thị kết quả. Tương tự như vậy, ta sẽ sử dụng hàm subtotal để tính tổng, sẽ bằng subtotal. Để tính tổng thì đối số đầu tiên của hàm subtotal sẽ là 9 và đối số thứ hai sẽ là vùng dữ liệu doanh thu. Ta đóng ngoặc hàm subtotal, Enter để hiển thị kết quả, ta được hai kết quả không có gì khác nhau. Bây giờ ta sẽ quét chọn phần tiêu đề của bảng và ta vào thẻ data, chọn nút Filter. Bây giờ ta sẽ lọc các mặt hàng có chữ CD. Ta sẽ kích vào mũi tên này, gõ chữ CD vào chữ hộp thoại search. Sau đó kích OK để hiển thị kết quả. Như vậy ta được các mặt hàng CD đã được lọc ra. Các bạn quan sát xuống kết quả tính tổng. Đối với hàm sum thì kết quả là không thay đổi. Còn đối với hàm subtotal thì kết quả đã thay đổi và nó chỉ tính tổng cái bảng sau khi đã lọc dữ liệu. Như vậy hàm sum là hàm tính tổng cố định, còn hàm subtotal là hàm tính tổng nhưng mà sẽ thay đổi kết quả khi chúng ta lọc dữ liệu. Như vậy trong việc thống kê thì hàm subtotal có ý nghĩa hơn so với hàm sum. Từ điểm khác nhau giữa hàm subtotal và hàm sum thì các bạn cũng có thể rút ra kết luận về sự khác nhau giữa hàm subtotal với các hàm min, max, hàm trung bình vân vân. Các bạn có thể tải file Excel này về thực hành trên máy bằng cách kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này. Trong phần mô tả tôi có để link tải. Đồng thời trong file Excel các bạn tải về thì tôi có kèm theo các video khác về Excel, các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Cuối cùng,
Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.